Thưa quý vị, ít nhất 7 nhân viên của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen WCK, bao gồm cả người nước ngoài, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Đoàn xe của tổ chức này đã bị tấn công khi đang rời khỏi nhà kho Deir Balan sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến dải Gaza bằng đường biển. Người phát ngôn văn phòng truyền thông cho biết, những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Deir Balan, trung tâm Gaza, bao gồm công dân Ba Lan, Australia, Anh và một công dân Palestine. Theo một bài đăng của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen WCK trên mạng xã hội X, các nhân viên thiệt mạng bởi một cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel trong khi họ đang nỗ lực làm việc để cung cấp thực phẩm nhân đạo tới cho Gaza. Trong một tuyên bố, lực lượng Hamas cho biết, cuộc tấn công nhằm mục đích khủng bố nhân viên của các cơ quan nhân đạo quốc tế và ngăn họ theo đuổi sứ mệnh của mình. Đáp lại, quân đội Israel cho biết nước này đang tiến hành đánh giá kỹ lưỡng ở mức độ cao nhất để làm rõ sự việc được gọi là sự cố bi thảm này. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã xác nhận về việc nhân viên cứu trợ Lalzani Frankcom mang quốc tịch nước này thiệt mạng và cho biết chính phủ Australia đã liên hệ với phía Israel cũng như yêu cầu các bên liên quan phải chịu trách nhiệm. Tổ chức phi chính phủ này đã cung cấp thực phẩm cứu trợ và phục vụ tới 42 triệu bữa ăn cho người dân tại Gaza trong vòng 175 ngày. Giám đốc José Andrés đã thành lập tổ chức WCK vào năm 2010 bằng việc gửi các đầu bếp và đồ ăn đến Haiti sau một trận động đất. Kể từ đó, tổ chức đã cung cấp thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người tị nạn ở biên giới Mỹ, nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 và người dân trong các cuộc xung đột Ukraine và Gaza. Liên quan đến cuộc không kích này, Nhà Trắng cho biết họ rất phẫn nộ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho người sáng lập nhóm viện trợ từ thiện để chia buồn cũng như chia sẻ quan điểm của mình. Trả lời câu hỏi hôm mùng 2 tháng 4 rằng Mỹ có lên án cuộc không kích của Israel hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết. Chúng tôi rất phẫn nộ khi biết về một cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel đã khiến một số nhân viên cứu trợ của WCK. Tổ chức này đã không ngừng nỗ lực để cung cấp thực phẩm cho những người dân chịu nạn đói ở Gaza và cả trên thế giới. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Chúng tôi đã nhận được những thông tin từ Thủ tướng Netanyahu và lực lượng phòng vệ Israel về cam kết tiến hành một cuộc điều tra. Nhưng chúng tôi hy vọng các cuộc điều tra liên quan của phía Israel sẽ được tiến hành rộng hơn, nhanh chóng và toàn diện. Đồng thời, những phát hiện trong cuộc điều tra sẽ được công khai cùng với trách nhiệm giải trình phù hợp. Cũng trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 4, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho người sáng lập WCK, José Andrés, và nói rằng ông Biden rất đau lòng trước tin tức về cuộc không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Cuối cùng, tôi muốn truyền tải thông điệp của Tổng thống Joe Biden. Ông ấy đã gọi cho José Andrés và bày tỏ rằng ông rất đau lòng trước tin tức về cuộc không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Tổng thống cũng bày tỏ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân các nạn nhân và toàn thể tổ chức World Central Kitchen. Tổng thống ghi nhận sự đóng góp to lớn của World Central Kitchen đã mang đến cho người dân ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ nói rõ với Israel rằng các nhân viên cứu trợ nhân đạo phải được bảo vệ. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận rằng lực lượng vũ trang của nước này đã vô tình làm thiệt mạng 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức phi chính phủ WCK trong một cuộc không kích ở dải Gaza. Thật không may, một vụ việc bi thảm đã xảy ra. Lực lượng của Israel đã tấn công vào người dân vô tội ở dải Gaza. Israel đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc và liên hệ với chính phủ của những người nước ngoài bị thiệt mạng, đồng thời cam kết làm mọi cách để đảm bảo sự việc không tái diễn. Chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý khác, ngày 2 tháng 4, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3, tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến giữa năm 2030, trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do thiếu hụt ngoại tệ và lạm phát leo thang, cũng như không ít thách thức trong khu vực đầy biến động. Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, đương kim tổng thống El-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 khi giành được 89,6% số phiếu ủng hộ. Uy tín cũng như những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế xã hội trong hai nhiệm kỳ từ năm 2014 đã mang lại cho ông El-Sisi chiến thắng áp đảo trước 3 đối thủ còn lại. Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, ông El-Sisi đã đưa đất nước Ai Cập ổn định trở lại sau làn sóng mùa xuân Ả Rập. Tình hình an ninh chính trị nội bộ của Ai Cập đã được giữ vững, trong khi đời sống xã hội ngày càng được cải thiện. Ai Cập ngày càng khẳng định được ảnh hưởng, vị thế và vai trò then chốt tại châu Phi, Trung Đông. Tuy nhiên, trong 6 năm tới, Tổng thống El-Sisi sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng trì trệ do thiếu hụt ngoại tệ. Đồng nội tệ mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ và lạm phát leo thang, trong khi đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang để lại nhiều hậu quả đối với kinh tế Ai Cập. Cuộc xung đột tại Dải Gaza bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 cũng như bất ổn ở Biển Đỏ đã tác động tiêu cực đến kinh tế Ai Cập. Căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến doanh thu từ đầu năm tới nay của kênh đảo Suez giảm hơn 50%, trong khi ngành du lịch có dấu hiệu chững lại do bất ổn trong khu vực. Khó khăn kinh tế cũng như những thách thức an ninh bắt nguồn từ các diễn biến địa chính trị khu vực đang đặt lên vai nhà lãnh đạo Ai Cập nhiều nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ thứ 3. Thưa quý vị, tại trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 29 người thiệt mạng và khoảng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại hộp đêm Masquerade ngày 2 tháng 4. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xảy ra sự cố trong quá trình thi công để cải tạo hộp đêm này. Ngọn lửa được cho là bùng phát trong lúc diễn ra quá trình cải tạo ban ngày đối với hai tầng dưới cùng của một tòa chung cư 16 tầng ở Geyrettepe thuộc quận trung tâm Besiktas. Đám cháy bùng phát vào khoảng 12:47 trưa mùng 2 tháng 4 theo giờ địa phương. Truyền hình địa phương đăng tải hình ảnh ngọn lửa và cột khói dày đặc bốc ra từ cửa sổ tầng trên. Đài truyền hình CNN Turk cho biết vật liệu sợi đã bốc cháy sau một vụ nổ xảy ra trong quá trình cải tạo cách âm và trang trí trong hộp đêm. Một số nguồn tin cho biết câu lạc bộ chỉ có một lối ra duy nhất và hầu hết những người bị mắc kẹt bên trong đều tử vong vì ngộ độc khói. Lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ mới có thể dập tắt đám cháy. Trong số những người bị thương, có 7 người bị bỏng nặng. Thị trưởng Istanbul, ông Ekrem İmamoğlu cho biết không có đơn đăng ký nào gửi cho chính quyền địa phương về việc cải tạo hoặc xây dựng liên quan đến địa điểm này và vì ở khu vực tầng hầm nên không thể phát hiện công trình đang được tiến hành thi công. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các công tố viên đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời ra lệnh bắt giữ ít nhất 5 người được cho là có liên quan tới vụ việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại tin tức tổng hợp của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.